Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Quang và sau đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn chương trình học 12 buổi viết đẹp tất cả các bài hát trên piano và organ. Chúng tôi cam kết hoàn tiền 100% học phí nếu các bạn học không có kết quả như tôi nói. Về thời gian giờ giấc thì chúng ta có thể học linh hoạt sáng, trưa, chiều, tối, phù hợp với tất cả các bạn, từ dân văn phòng cho đến những người có thời gian không cố định. Chúng ta có thể đổi từ buổi này sang buổi khác, từ giờ này sang giờ khác. Về học phí, chúng ta có thể nộp linh động thành 2 đến 3 lần trong một khóa học. Học piano không hề khó, miễn là các bạn có đam mê và chăm chỉ. Chúng ta không cần nhắc đến năng khiếu bởi vì chúng ta thường thường là những người không phải là học nhạc lâu dài, không phải là người học nhạc chuyên nghiệp. Cho nên năng khiếu nó chỉ chiếm 10% trong sự thành công của các bạn. Chủ yếu là chúng ta chăm chỉ tập luyện và chúng ta đam mê là sẽ có sự thành công nhất định. Với 12 buổi học ngắn gọn của tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn những kỹ năng cần thiết nhất, những kỹ năng vừa đủ để các bạn đệm được tất cả các bài hát trên piano và organ hiện nay. Bên tôi có rất nhiều khóa học và có rất nhiều người học ở đây đã thành công. Mời các bạn xem qua những hình ảnh và video sau đây. Và tiếp tục câu chuyện này thì xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự thứ hai của chương trình để đến với các không gian nghệ thuật dành cho người không chuyên. Trong cuộc sống hiện đại, hối hả hôm nay, các bộ môn nghệ thuật lại mang lại cho mình thêm một chức năng rất mới, chức năng mang lại sự cân bằng cho cuộc sống và tạo ra giá trị giải trí bằng cảm xúc cho mỗi cá nhân. Ngày nay, người ta đến với nghệ thuật không phải để theo đuổi những ước mơ chuyên nghiệp lớn lao mà đôi khi chỉ thỏa mãn sự tò mò với một bộ môn nghệ thuật nào đó và qua đó tìm cho mình những giây phút giải trí thư giãn, nhẹ nhàng, sang trọng và tao nhã. Âm nhạc nó đem lại cho mình cái sự cân bằng trong cuộc sống. Công việc chính của mình là kế toán, làm việc với các con số nó rất là khô khan. Thì nếu mà chỉ có làm xung quanh công việc chính của mình thì nó sẽ làm cho cuộc sống nó hơi bị nhàm chán. Thì cái âm nhạc này nó vừa làm cho mình có cuộc sống phong phú hơn và có một cái cảm xúc nó cân bằng. Thanh nhạc xưa nay vốn không phải là một bộ môn nghệ thuật bình dân. Tuy nhiên giờ đây, những giây phút ngân nga của những học viên luyện thanh say mê ca hát lại mang tới những trải nghiệm mới mẻ với bản thân và mang tới nhiều sắc màu tươi mới cho cuộc sống. Âm nhạc hay những bộ môn về nghệ thuật không còn là một gì đó quá xa xỉ hay là xa lạ nữa. Và trong cuộc sống hiện đại bây giờ thì âm nhạc đóng một vai trò hết sức quan trọng cho cuộc sống. Với bản thân mình thì cũng rất giống nhiều người. Xuất phát điểm không phải là một người chính chuyên về âm nhạc. Thế nhưng thông qua những lớp học thanh nhạc như thế này, thông qua những khóa học, thông qua những sự va chạm tiếp xúc với nghệ thuật ở phía bên ngoài thì mình cũng đã tìm thấy được những cái màu sắc mới trong cuộc sống của mình và tìm thấy những cái đam mê, những cái sở thích trong con người của mình. Qua những khóa học piano này thì mình rất mong muốn là đưa piano đến gần với mọi người hơn, kể cả những người chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, những người lớn tuổi hay là ít tuổi. Nghệ thuật piano ấy, thì nó làm cho mọi người hiền hòa hơn và gần gũi với nhau hơn. Nó giảm cái sự căng thẳng ở trong cuộc sống, hướng thiện với những cái tốt đẹp nhất. Tùy chất lượng chuyên môn của những lớp học nghệ thuật bình dân và không chuyên như thế này có thể không thỏa mãn được sự đánh giá của những nghệ sĩ chuyên nghiệp và giới chuyên môn. Nhưng dưới con mắt của những người học, họ tìm đến nghệ thuật vì đam mê và với những người dạy, đôi khi là những người mang tới cả một không gian mơ ước tuổi thơ cho những học viên, những con người tìm đến với nghệ thuật bằng một niềm đam mê trong sáng nhất. Xem phóng sự vừa rồi, lắng nghe câu chuyện và chia sẻ của nhiều người, Linh cảm thấy rất là vui, chị Phong Điệp ạ, và tôi lại có thêm quyết tâm với ấp ủ từ rất lâu mà do công việc bận rộn cuốn đi, đó là nhất định là thời gian tới tôi sẽ học đàn piano. Vâng, tại sao lại không? Khi xem phóng sự thì tôi rất là xúc động khi mà có một cái học viên nữ khá là lớn tuổi. Vâng. Cô bảo là khi mà đi học cái này thì cô thấy cái cuộc sống của cô đáng sống hơn. Đúng là như vậy. Khi mà chúng ta cứ bị chi phối quá nhiều bởi vì công việc và thậm chí là bởi vì những cái thời gian vô bổ mà chúng ta không sử dụng nó một cách hữu hiệu thì cái việc đi học những cái môn nghệ thuật như đó là đánh thức cái cảm xúc của mình, giúp cho mình cân bằng trong cuộc sống, tìm được cái ý nghĩa trong cuộc sống. Vâng, chị thấy sao về mô hình của những không gian nghệ thuật như vậy? Những mô hình phải nói rằng là khá là bình dân bởi vì dành tới cho những người không chuyên mà. Tôi thấy thú vị vô cùng. Và đúng là khi mà xem phóng sự này thì tôi mới biết là có những cái mô hình đó
hoạt động một cách rất là hiệu quả. Bởi vì tôi cũng từng nghe có những cái thông tin nhưng mà mình không được mục sở thị, không được xem. Và Thùy Linh thấy đấy, khi mà những cái học viên ở trong lớp có rất nhiều lứa tuổi, có cả những bạn trẻ, có cả trai, có cả gái, có cả những cái người lớn tuổi nữa. Rõ ràng là ai muốn là đều có thể học được. Và học không phải trở thành những cái người nghệ sĩ, mà học để khẳng định chính cái giá trị của bản thân mình trong cái đời sống này. Vâng, cảm ơn chị Phong Điệp đã chia sẻ với Thùy Linh và quý vị khán giả thêm những góc nhìn của mình từ những phóng sự, những thông tin mà chúng tôi truyền tải tới trong không gian văn hóa nghệ thuật ngày hôm nay. Và rất mong chị sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi ở chương mục tiếp theo của chương trình, đó là chương mục Góc Nhìn.